Mixer Binger XR12 sử dụng hệ VM của MiniDAC 12 line, hàng chính hãng. Quá tàu luôn. Hàng nhập khẩu chính hãng. Rồi, mình xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tải ứng dụng để điều khiển bàn mixer Binger XR12. Nào, xin mời các bạn cùng xem. Rồi, trước mặt các bạn là một bàn mixer XR12. Sau đây, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tải shop ứng dụng về laptop để điều khiển bàn mixer XR12. Lưu ý, đây chỉ là cái ứng dụng để mình kết nối được máy vi tính với bàn mixer XR12, không phải là file setup. Rồi, các bạn chọn vào cái trang YouTube. Này, YouTube. Sau đó các bạn gõ từ khóa âm thanh đạt. Rồi, có đây âm thanh đạt ha. Các bạn gõ từ khóa âm thanh đạt. Đây là kênh YouTube của mình nha các bạn. Rồi, các bạn chọn vào đây. Hiện ra kênh. Các bạn chọn vào danh sách phát. Bấm vào đây. Rồi, các bạn kéo cái này xuống ha. Thì ở đây các bạn thấy có Mixer Binger XR12. Bấm vào xem toàn bộ danh sách phát. Rồi, các bạn để video số 10 đây. Để Mixer XE mã số 10 đây. Hướng dẫn chỉnh Mixer XR qua điện thoại. Các bạn chọn vào video này. Rồi, các bạn bấm bao này. Các bạn kéo xuống nha. Rồi, giờ các bạn kéo xuống sẽ bấm sổ hiển thị thêm. Hiện ra một cái đường link. À, đây, mình để tên là link tải phần mềm về laptop PC. Các bạn click chuột vào đây. Nó sẽ hiện ra một cái trang mới. Rồi, đóng cái này lại. Các bạn chọn vào chữ app. Kéo xuống. Ở đây các bạn thấy có dòng nó để là XR12 app nè, XE edit nè, PC vẹt xong 1.5, V1.5. Đây, cái dòng mình sẽ quét khối màu xanh cho các bạn xem. Đây. Bên tay phải mình có cái mũi tên chỉ xuống nè, các bạn sẽ bấm vào đây. Rồi, mình để nguyên vậy, mình bấm save. Các bạn nhớ bỏ chọn cái ổ đĩa để mình bỏ đâu hồi mình để dễ đi tìm nữa nha. Ở đây mình bỏ vào ổ D bên ngoài luôn, bấm save. Rồi, file đã lưu xong. Mình sẽ chọn vào đây. Hiển thị trong thư mục. Hồi nãy mình lưu trong ổ D nè các bạn. Đó. Rồi, nhiệm vụ của các bạn giờ giải nén ra. Đây. Chọn nè, WinZip, Extract to here nè, đấy, rồi đóng này lại. Rồi, đây là cái ứng dụng của Mixer Binger XR12. Bây giờ mình chỉ việc chạy cái file này là xong nha, mở nó lên nha. Rồi, giao diện của bàn Mixer XR12 đã hiện lên. Như vậy là mình đã hoàn tất công việc tải ứng dụng. Rồi, sau đây mình xin kết nối thực tế để mình xem giữa cái máy vi tính với lại cái mixer xem có điều khiển được không. Mời các bạn cùng xem.
đầu tiên mình sẽ kết nối đường lo full. Full ở đây mình sử dụng lo active, cho nên là mình chỉ cần cắm cái tín hiệu vào là mình sử dụng ha. Rồi tiếp theo đây là đường sub. Đường sub mình sẽ xài jack 6 ly. Sub bên mình máy setup sẵn là ốc 1 nha các bạn. Cắm vào ốc 1 ha. Rồi, này là sub. Tiếp theo dây micro. Cắm vào line số 1. Line 7, line 8 dùng cho phát nhạc. Lưu ý với các bạn, ốc 2 mình là cài monitor nha các bạn. Tiếp theo cấp điện. Rồi, ngoài ra cái quan trọng mình là mình cần phải có một cái cặp dây mạng LAN. Đây là điều khiển cho bàn mixer. Bởi vì mình điều khiển bằng dây mạng LAN có ưu điểm là mình laptop mình vẫn vào mạng nhà nước được nha. Còn cái dây mạng LAN này mình để kết nối giữa cái mạng LAN này mình điều khiển cho cái phần mixer riêng nha. Rồi mình sẽ cắm dây mạng LAN vào đây. Rồi xong. Các bước kết nối đã xong. Bây giờ mình chỉ cần cắm dây nhạc vào nữa là xong. Nhạc thì mình lấy từ laptop xuống trực tiếp mixer. Thì mình cần phải chuẩn bị hai cái dây như thế này. Đây. Ha. Rồi cắm vào laptop. Xong. Sau đây mình sẽ tiến hành mở điện lên. Rồi các bạn lưu ý, khi các bạn mua máy bên mình sẽ hỗ trợ cái phần setup cơ bản về cho các bạn xài. Thì cái giao diện cơ bản của bên mình khi các bạn mua máy về lót lên là như thế này ha. Đó, nó có sẵn hết. Mình về mình chỉ thêm mắm thêm muối một chút xíu là mình sử dụng được ngay. Các bạn yên tâm. Thì cái dòng này reverb và echo rất là hay nha các bạn. Rồi sau đây mình sẽ mở một bài nhạc từ đường line số 7 và số 8 cho các bạn xem. Lưu ý nhạc đây mình đang lấy chơi của mạng nhà nước nha, không liên quan đến mạng LAN của cái phần mixer Behringer XR12. Rồi các bạn vào kênh của mình có danh sách phát đây, chọn xem toàn bộ danh sách phát của karaoke. Chọn đại một bài ha, ví dụ như mình chọn đại bài này. Rồi nhạc này là của đang lấy từ mạng nhà nước nha các bạn. Rồi mình qua mixer đây, mình sẽ đẩy fader này lên. Rồi cái này là đang đường của low full thôi nha các bạn, lưu ý nha. Rồi các bạn muốn mở sub lên thì các bạn vào đây, vô đây tay chọn DCA, các bạn nhả mút này ra. Đó, sub lên rồi các bạn. Sub của bên mình là cài là ốc 1 nha các bạn. Monitor là ốc 2. Các bạn nhả này ra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đó, cái này là đang lấy từ mạng nhà nước. Mà lòng tái tê xa vắng vọng về, mình đắng nào cho vơi những thương đau.
Một mái hoa cơn mê, xa cuộc đời bên bông, tôi lại về bên em. Ngày gió mưa không còn, nên đường dài thật dài, ta mặc tình giống trời. Cùng nhau ta sẽ đi, sẽ thăm bao nơi xưa, vui một thỏa lên đêm. Rồi, cái phần này thì các bạn cứ để dày cho khách hát ha. Còn các bạn muốn điều chỉnh thì các bạn chỉ tạp qua thôi. Đó, đập sổ. Mình kéo lớn kéo nhỏ nè. Hát thì trở lại ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn cảm thấy video hữu ích, các bạn hãy like, share, đăng ký kênh. Và nhớ bấm nút chuông để có video mới thông báo cho các bạn xem. Xin chào.